khi mà đọc báo cáo hay xem xét báo cáo, thậm chí kể cả những báo cáo từ phía các anh đưa ra đấy, thì thường gặp phải những định kiến nào từ phía nhà đầu tư ạ? Đầu tiên đấy là cái định kiến là số liệu vĩ mô của Việt Nam ấy thường là sai, không đúng, rất khó để dùng và không đáng tin cậy. Một trong các lý do mà họ đưa ra ấy là Việt Nam là quốc gia duy nhất mà có số liệu vĩ mô công bố ngay vào thời điểm cuối tháng, khi mà cái thời gian để mà thống kê chưa kết thúc là Việt Nam đã có rồi. Thứ nhất ấy là số liệu vĩ mô của nước nào cũng như vậy thôi, nó có sẽ nhiều kỳ tính toán. Cái kỳ tính toán đầu tiên là ước tính ban đầu, sau đó sẽ có số cập nhật. Ví dụ như là nếu mà số liệu tháng thì là cái số công bố vào cuối tháng là số ước tính, một tháng sau sẽ có số cập nhật của Tổng cục Thống kê và sau đó sẽ có số chính thức, số GDP cũng thế. Tôi nghĩ là cái số liệu này khá là tốt và nó có tính dự báo tốt cho cái việc đầu tư tài chính. Ví dụ đơn cử tôi có thể nói, ví dụ trong để dự báo kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong quý thì nhờ việc có số liệu vĩ mô trước vào cái thời điểm cuối quý là mình đã có thể có một cái nhìn về những cái ngành nó đang có cái sự tăng trưởng như nào trong quý, và để mình có thể có một cái nhìn tốt hơn khi mà mình dự báo lợi nhuận của hoặc là doanh thu của các doanh nghiệp trong khi mà họ công bố sau đó khoảng 20 30 ngày sau họ mới có. Một cái định kiến thứ hai, cái này nó giống như kiểu ngày xưa hay nói là đồng hồ của Tây thì luôn đúng, và cứ cái gì mà các báo chí nước ngoài hay là các tổ chức nước ngoài nói về Việt Nam thì thường mọi người là tin ngay, hay là trên thị trường tài chính cũng thế thôi, khi mà khối ngoại mà bán rất mạnh thì y như rằng là mọi người nghĩ rằng họ biết cái gì đấy hơn mình. Để mà hiểu được cái những cái vấn đề mà liên quan đến Việt Nam và kinh tế Việt Nam thì cái điều quan trọng nhất các bạn có biết là cái gì không? Không phải là những cái thứ kiến thức hay là những cái gì khác, mà chính là mình phải biết được tiếng Việt. Nếu mà những cái người mà không có khả năng đọc được tiếng Việt ấy, thì rất là khó để có thể hiểu được những cái vấn đề nảy sinh ở Việt Nam, những cái quy định, những cái chính sách mà được công bố. Và do đó thì tôi nghĩ rằng là những cái báo cáo của nước ngoài chỉ mang tính chất tham khảo, bởi vì thực ra họ có những cái quan điểm riêng và những cái thế giới quan riêng của họ, và nhiều khi là nó sẽ không hợp với cái tình hình thực tế phát triển của Việt Nam. Bởi vì ví dụ như năm nay, nếu mà các bạn nhìn xem từ hồi đầu năm, các tổ chức nước ngoài nào đều có thể dự báo rằng là kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất là mạnh trong năm nay, nhưng cuối cùng ai là người đã trong cái thời gian vừa qua là phải giảm dự báo của mình trong khi tình hình Covid diễn ra, vẫn là các tổ chức nước ngoài. Bạn đọc báo hàng ngày thì các tổ chức luôn luôn phải giảm, bởi vì là họ không hiểu hết những cái chuyện, câu chuyện của Việt Nam, nên cứ nghĩ rằng là Việt Nam sẽ sang đến năm 2021 là sẽ tăng trưởng mạnh như các quốc gia như là Trung Quốc hay là Mỹ hay các thứ, và đưa ra các cái dự báo khá là đơn giản. Thì tôi nghĩ là những cái định kiến đấy cần phải nên được xem xét lại, và mình sẽ phải nhìn vào các vấn đề một cách cụ thể hơn, chứ không nên kiểu suy nghĩ với một cái đầu đầy định kiến thì rất là khó hoạt động đầu tư. Vâng, rất Cảm cảm ơn anh.